Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh S Channel. Mình là Ngọc Vy và hiện tại thì trên tay mình đang có một chiếc Oppo R7 Plus và ngày hôm nay mình sẽ thực hiện video mở hộp nó. Chắc các bạn sẽ thắc mắc bởi vì chiếc Oppo R7 Plus của chúng ta, như các bạn thường thấy thì dạo gần đây Oppo đã đóng hộp theo dạng là hình chữ nhật chứ không còn là hình vuông như thế này nữa. Và sở dĩ nó có hình vuông như thế này bởi vì đây là phiên bản đặc biệt với tên gọi Oppo R7 Plus FC Barcelona Edition. Trước tiên chúng ta hãy xăm soi cái hộp này đi đã. Ở mặt trước chúng ta sẽ có hình ảnh của sản phẩm, nhưng mà lần này là hình ảnh 3D trông rất là nổi bật. Và góc trên bên trái sẽ là logo của Oppo cùng với logo của câu lạc bộ Barcelona và dòng chữ đối tác chính thức. Góc dưới bên phải chúng ta sẽ có tên của phiên bản đặc biệt này, đó là R7 Plus FC Barcelona Edition. Và phần đặc biệt nhất, nổi bật và hút mắt nhất chính là phần ở giữa. Bên cạnh chiếc R7 Plus, chúng ta sẽ có hình ảnh của những siêu sao bóng đá đến từ câu lạc bộ Barcelona. Ngoài bộ ba nguyên tử Messi, Neymar, Suarez thì chúng ta còn có hình ảnh của cả Rakitic và Iniesta. Bước đầu tiên của chúng ta vẫn sẽ là lột cái lớp áo bên ngoài này ra đã. Wow, rất là khích nha. Chắc là các bạn đang mong đợi lắm rồi cho nên là mình sẽ mở hộp ngay bây giờ. Và đây là chiếc Oppo R7 Plus của chúng ta. Lên nào. Tạm thời để nó sang một bên nhé, từ từ chúng ta sẽ khám phá. Và ngay bên dưới thì ngay cả cái phần khung này thôi, bình thường nhìn rất là đơn giản, nhưng mà bây giờ thì cái ngay cả cách trang trí các bạn cũng thấy là nổi bật hơn rất là nhiều. Nhưng mà thật ra là mình có cảm giác giống tấm thiệp cưới. Và chúng ta sẽ có một cái bao bằng cao su tặng kèm theo. Và tất cả phụ kiện của chúng ta đều được đặt trong những cái hộp và vẫn là trang trí bởi những cái đường viền màu vàng giống như là đường chỉ mai, nhìn rất là tinh tế. Tiếp theo sẽ là một cái hộp. Ở đây chúng ta sẽ thấy là VOOC, tức là sạc nhanh của Oppo đây. Ở đây là củ sạc của chúng ta. Cuối cùng chúng ta có một cái hộp to bự nữa. Và ngay trên mặt này thì các bạn sẽ biết là trong đó có chứa những gì nha. Cáp micro USB này, que chọc SIM này. Còn cái gạch gạch này là cái gì đây, mở ra là biết ngay. Đây là cổng cáp, đây là sách hướng dẫn sử dụng và thẻ bảo hành. Và cuối cùng chúng ta sẽ có một cái que chọc SIM. Bây giờ thì chắc chắn là lần này to đã đủ làm cho các bạn nam cảm thấy sướng rồi. Bởi vì chiếc R7 Plus FC Barcelona này rõ ràng là dành cho những anh chàng mê bóng đá. Nhìn phía trước thì không có gì là khác với chiếc R7 Plus bình thường, vẫn to đùng bởi màn hình khủng 6 inch, chiếc viền màn hình mỏng tanh, tất nhiên là khi chúng ta chưa bật màn hình lên và chưa tính phần viền đen ở bên trong. Điểm làm nên điều đặc biệt cho chiếc R7 Plus mà mình đang trên tay chính là logo Barcelona ngay trên điện thoại cùng với hàng chữ đối tác chính thức của câu lạc bộ Barcelona. Đối với những fan hâm mộ cuồng nhiệt của đội bóng này thì việc cầm trên tay một chiếc smartphone có logo của chính câu lạc bộ mình yêu thích chắc chắn là một điều rất đặc biệt. Bây giờ trở lại phía trước nào, và khi mở màn hình này lên thì các bạn sẽ thấy ngay hình nền màn hình với hai màu xanh và đỏ đặc trưng của đội bóng Barcelona mà Oppo gọi là niềm tin. Thật sự là màu sắc này rất cuốn hút, nhất là trên một chiếc màn hình to như thế này. Đi kèm với độ phân giải Full HD được trang bị thì mặc dù không quá xuất sắc nhưng mà cũng cho hiển thị hình ảnh khá là sắc nét với màu sắc trong trẻo và nền mắt. Còn lại thì chiếc máy này hoàn toàn giống với lại phiên bản thương mại mà S Channel vừa mở hộp, tức là chúng ta vẫn sẽ có chip Snapdragon 615, RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB. Và cuối cùng là các bạn sẽ có một viên pin với dung lượng cực khủng 4100mAh và vẫn được trang bị công nghệ sạc nhanh thần thánh của Oppo, chỉ còn 30 phút mà đã sạc được 75% pin. Chắc hẳn đa số các bạn đều đã biết rằng chiếc Oppo R7 Plus thì sẽ được bán ra từ tuần này với mức giá là 11.490.000 đồng. Nhưng phiên bản R7 Plus đặc biệt này thì đáng tiếc lại không được bán ở Việt Nam mà chỉ được bán tại thị trường Trung Quốc với số lượng giới hạn mà thôi. Nhưng mà không sao cả, nếu như các bạn yêu thích câu lạc bộ bóng đá Barcelona và muốn sở hữu một chiếc smartphone có logo của chính câu lạc bộ mình yêu thích thì các bạn vẫn có thể sở hữu một chiếc Oppo như thế này, thậm chí là còn đặc biệt hơn nữa. Và theo thông tin mà mình moi móc được thì hiện tại trên eBay, Oppo đang đấu giá những chiếc R7 Plus phiên bản đặc biệt của đặc biệt, bởi vì ngoài việc là phiên bản FC Barcelona thì nó còn có cả chữ ký của những cầu thủ Barca. Chiếc đầu tiên với chữ ký của Messi, Iniesta và Alves đã được bán với mức giá là 7.100 đô la, và toàn bộ số tiền này đều được bỏ vào quỹ của Barca FC. Và nếu như các bạn yêu thích câu lạc bộ Barcelona thì các bạn vẫn còn đến 4 cơ hội nữa, bởi vì 4 chiếc tiếp theo sẽ có chữ ký của Messi, Suarez và Neymar. Nói tóm lại thì chiếc Oppo R7 Plus phiên bản đặc biệt này, điểm nổi bật nhất của nó vẫn nằm ở logo Barcelona.
Đối với một số người dùng thì việc thêm một cái logo chắc là không có gì đặc biệt. Nhưng đối với những fan hâm mộ bóng đá chân chính thì mình tin chắc rằng đây là một phiên bản rất có sức hút đối với các bạn, đúng không? Đừng quên để lại ý kiến của mình về chiếc Oppo R7 Plus phiên bản đặc biệt này bằng những comment chia sẻ bên dưới nhé. Cuối cùng thì xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu cảm thấy video hữu ích, đừng quên like và subscribe channel. Xin chào và hẹn gặp lại.